chào buổi sáng cả nhà. Bữa nay Mission đi bệnh viện khám bệnh lấy thuốc cả nhà ơi, hết thuốc rồi. Cứ 1 tháng đi 1 lần, giờ là tới ngày phải đi nữa rồi. Cho nên là ngày hôm nay là cả nhà đi khám bệnh với lại Mission nha. Hôm nay đi xe của thằng nhóc để xuống dưới bảo dưỡng cho nó, tại xe mình đi được 1000 cây đầu tiên á. Để đi xuống dưới bảo dưỡng cả nhà. Xe này của nó hơi nắng. Cầm này giùm em coi, cầm cái hộp thuốc này giùm em coi anh. Đây, lại. Xuống tới bệnh viện rồi nha cả nhà. Hôm nay là mùng 13, 14 gì. Mùng 13, 13 mình. Đầu năm thì thấy các bệnh nhân cũng ít. Bệnh viện mà ít bệnh nhân là mừng rồi cả nhà ha. Là thấy mọi người được nhiều sức khỏe. Giờ mình phải đi tra cái bảo hiểm, tại vì mỗi đầu năm là phải đi tra lại cái bảo hiểm coi có gia hạn chưa cả nhà. Mình đem qua bên đây cho mấy bạn phòng hành chính để tra lại. Tra bảo hiểm lại giùm chị. Vất vả không cả nhà? Bữa nay đi xuống mà không có làm gì được hết trơn á. Thì đi ra gia hạn cái bảo hiểm mà người ta dặn là trong vòng 10 ngày mới có hiệu lực. Cái dặn thằng nhóc con, để cái nó quên, về nhà nó không chịu nói với mẹ. Bữa nay xuống là không có được hưởng, không có được hưởng bảo hiểm. Tại vì mới có gia hạn được có 3 ngày hả, phải còn 1 tuần nữa mới được. Làm cho nên là ngày hôm nay phải khám bệnh tốn tiền, không được hưởng bảo hiểm. Rồi thuốc cũng không có được hưởng bảo hiểm luôn, phải mua thuốc ở bên ngoài. Rồi lần sau đi xuống là phải xin cái giấy chuyển viện lại, rồi bắt đầu mới là làm cái giấy nhập viện lại để mà điều trị mới được hưởng bảo hiểm. Trời ơi, cái thằng con tôi nó hại tôi, nó làm tôi mắc tông quá trời quá đốc luôn á cả nhà. Cái tháng này xuống là báo với lại bác sĩ, tại vì mọi người thấy không nè, cái ngực của Mission á là nó bị sạm. Và hỏi bác sĩ lý do tại sao, là tại vì bác sĩ uống cái loại thuốc HCQ, cái loại đó, rồi xong nó kèm theo mình đi ra nắng nữa thì nó sẽ bị nám cực kỳ luôn. Bác sĩ nói đó là bắt buộc rồi, cho nên là đi ra là phải thoa kem chống nắng ở lỗ tai, thoa kem chống nắng ở vùng cổ, cái vùng nào hở ra là mình thoa vô. Nhất là hai cái mu bàn tay nữa là phải xoa kem chống nắng thì nó mới không có bị sạm. Tại vì vốn dĩ là khi mà mình dùng cái loại thuốc đặc trị HCQ á, là đi ra nắng nó sẽ ăn nắng kinh khủng lắm. Thì khi mà nó ăn nắng rồi thì cái ban đỏ nó sẽ nổi lên. Cho nên là bác sĩ yêu cầu là đi ra ngoài là phải xức kem chống nắng cái lỗ tai, rồi ở trên cái mặt, rồi ngay chỗ cái vùng cổ với lại cái mu bàn tay. Thì mặt mai nó mới bớt thôi, chứ không có cái loại thuốc nào uống để cho nó bớt cái này nè. Mọi người nhìn thấy không nè, cái cổ của Mission nè, nó bị giống như là bị đồ mồi, bị nám vậy mà càng ngày nó càng đậm hơn. Khi mà đi ra ngoài thì Mission phải dùng cái loại mỹ phẩm để che lấp khuyết điểm thì nó mới hết thôi, chứ nếu không là ngay chỗ này nó sẽ bị nám, nó giống như bị nám vậy đó nè, nó nguyên một cái vùng ngay chỗ này nè. Tại cho nên là khi mà có bệnh rồi nó vất vả lắm cả nhà. Cho nên mọi người ai mà đang có sức khỏe thì hãy trân trọng giữ gìn, đừng có ăn chơi nhiều quá nè, đừng có ăn nhậu nhiều quá để cho nó phá hủy cái sức khỏe. Khi mà bệnh rồi thì có bao nhiêu tiền cũng không thể nào mà để cho mình khỏe mạnh lại được. Ai lần này làm mệt đó cả nhà, lần sau xuống, tại vì nói chứ nhiều người hay nói với lại Mission như thế này nè, ủa nhà giàu vậy mà cũng xài bảo hiểm. Nhưng mà thật ra là dù giàu cỡ nào cũng cần xài bảo hiểm y tế nha cả nhà. Tại vì cái bảo hiểm y tế nó rất là tiện cho tất cả mọi người. Ví dụ như bình thường á, là lâu lâu mà đi khám bệnh một lần á, thì mình sẽ không cần cái bảo hiểm y tế cũng được. Nhưng mà những người mà bị bệnh nan y giống như là Mission á, thì hàng tháng phải đi khám bệnh.
hàng tháng phải cần sử dụng thuốc và có khi là nhập viện đột xuất, cần sử dụng những cái mà loại thuốc đặc trị rất là mắc tiền. Cho nên là nếu như không có bảo hiểm thì nó sẽ tốn tiền rất là nhiều. Thì tại sao có bảo hiểm mình tốn tiền ít thì tại sao mình không sử dụng, đúng không? Một năm chỉ tốn có mấy trăm ngàn, chưa được 1 triệu đồng tiền bảo hiểm y tế nữa, thì sao mình không xài? Cho nên là giàu nhưng mà mình phải sử dụng tiền cho đúng cách. Bảo hiểm mình được cái tốt của bảo hiểm y tế thì tại sao mình không sử dụng, đúng không cả nhà? Cho nên là theo lời khuyên của Vincent thì dù nghèo hay giàu thì cũng cần có cái bảo hiểm y tế, nó rất là tiện. Tại vì khi mà cái bệnh nhẹ không sao, nhưng mà nếu như mà bệnh nặng cần phải hóa trị rồi này kia, nếu không có bảo hiểm y tế thì bán nhà bán đất cũng không đủ tiền để chữa trị đó cả nhà. Anh vô vào trong đi. Giờ mình gọi bánh canh, đặc sản bánh canh Trảng Bàng. Em gọi bánh canh rồi đó. Anh gọi bánh canh gì? Bánh canh ha. Bún bò hả? Lấy giò heo. Giò heo. Bún bò với bánh canh. Vô bánh canh ăn bún bò. Giờ mình ghé ngay chỗ bánh canh Hoàng Ti, nằm ngay chỗ đường Nguyễn Thái Bình, để mình ăn trưa xong. Tí xíu nữa là 1 giờ mình vô trong cái hãng Mazda để mình đi bảo dưỡng lại xe nha. Chỗ này thì nổi tiếng là bánh canh Trảng Bàng của Hoàng Ti, nhưng mà Hoàng Ti ở chỗ này thì nó khác ngay chỗ Hoàng Ti Trương Quốc Dung nữa nha. Ở Sài Gòn, ở Phú Nhuận nó có một cái Hoàng Ti nữa. Ở chỗ đó thì món ăn nó đa dạng phong phú hơn. Còn nếu như mà ai đi Sài Gòn mà ăn tạm buổi trưa mà để mà ăn nhanh á thì đến đây ăn được, tại vì đậu xe cũng có chỗ đậu xe để mình ăn. Ở Sài Gòn thì ăn một cái tô bánh canh mà giá 60.000 thì nó cũng là bình dân nha cả nhà, tạm được để ăn buổi trưa. Anh làm nước chấm cho em đi. Đó, bánh canh gồm có mình sẽ ăn với lại cái rau quý vị. Cải salad ai thích ăn thì bỏ, nhưng mà bánh canh này thì Mason chỉ thích ăn cái rau quý vị này thôi, bỏ vô nó rất là thơm. Nè cái chén nè, anh làm lấy cho em ớt tươi đâu ta? Có không kìa. Ok. Đây. Anh đứng lên lấy đi. Ớt tươi bỏ vô. Nặng thêm một miếng chanh. Lấy đũa. Quên đó chứ. Anh kia lấy cho em miếng giá sống nè. Giá sống à. Đây là bún bò. Bún bò. Trộn lên coi dưới đây có gì nữa. Bún như bánh canh. Thịt bò sắt với lại cái kia là thịt bò hay là thịt heo vậy? Thịt heo à? Đâu quậy lên cái cục thịt heo nó bay lên. Một cục thịt heo. Rồi, cảm ơn em. Đây đầy đủ rồi, mời cả nhà nha. Đó, lấy giá bỏ vô. Đây là nước chấm. Được không? Nước vừa không? Không ngon mà. Không ngon mà nước bánh canh. Không ngon mà bánh canh đúng không? Tại anh ăn bún bò rồi, tao ở đây bánh canh mà ngon không chịu ăn. À, bánh canh này nè. Chưa cay lắm. Chấm nghĩ mới chấm. Thank you.
người ta vô cái chợ. Không ngon cũng ghé ăn á. Để đi chiến đấu. Vẫn cần ngon nhưng tại vì mình mệt mình ăn cảm giác không có ngon cả nhà. Trời, dĩa rau quá trời ngon rồi. Rau ăn ra ăn với lại bánh tráng. Cái kênh YouTube của các em này ở bên Trung Quốc đó cả nhà. Mason rất là thích coi cái kênh của các em này. Mason rất là thích luôn. Là hình như là gần 200 triệu ý, gần 20 triệu người đăng ký. Mà cả năm nay không có đăng lên video nữa. Thì Mason vô tìm hiểu là có đọc một cái tờ báo là em này đã mất rồi. Mất vì bị bệnh thôi nè. Còn trẻ mà bị mất rồi. Cái video của em ấy ra nó rất là hay. Mỗi cái video clip là tới có những video clip tới 30-40 triệu view. Một nhân tài mà mất sớm tại người đó cả nhà. Bây giờ tới giờ trưa rất là đông người, rất là đông luôn. Bây giờ là mình ăn xong rồi tính tiền về thôi. Rồi la lấy xe, trời đậu gì sai dữ vậy. Đâu? Đường Nguyễn Thái Bình. Đường này hay giật đồ lắm cho nên phải cầm điện thoại cho chắc, thật là chắc. Quý vị ơi. Rồi cảm ơn anh. Ai da dữ. Ở đây thì người ta không có lấy tiền giữ xe. Bảo vệ ở đây mình chỉ tiếp cho họ, tức là mình bo cho họ thôi. Chứ không phải là lấy tiền giữ xe cả nhà. Cho người ta làm công mà cho người ta là có 20 ngàn mà người ta cúi đầu người ta cảm ơn thấy thương lắm. Giờ mình vòng ra ngay chỗ cái bùng binh Lăng Gia Cả Cộng Hòa. Rồi bắt đầu mình mới vòng ngược trở lại đi về Trường Chinh để mình bảo dưỡng cái xe này. Chưa kịp xích beo là nó kêu vậy đó cả nhà. Để thả điện thoại xuống. Xích beo nó lại để nó kêu quá. Nói chung là nhà quê lên tỉnh cả nhà ơi. Bỏ cái nghề hướng dẫn viên này hơn 6 năm rồi. Cho nên là mình đi chỗ nào giá nó cũng lên. Cứ nhớ 60 ngàn. Nhưng mà ăn xong rồi tính tiền là một tô là 76 ngàn cả nhà. Một tô là 76 ngàn. Hai vợ chồng ăn hai tô với lại một trái dừa. 76. Với lại hai cái khăn là 176 ngàn đúng không? 173 ngàn. 173 ngàn sao có 33 ngàn lẻ nữa. Cho nên là ăn giới thiệu xong rồi khi tính tiền phải đính chính lại quý vị. Tại vì cứ nhớ mấy năm về trước không hà. Trời ơi bà Mi Xuân ơi, bà Mi Xuân. Bà nhà quê mới lên thành phố đúng không quý vị? Cứ tính theo cái giá giống như hồi trước thôi, cứ nhớ vậy thôi. Mà không nghĩ là bao nhiêu năm là nó phải lên giá đúng không cả nhà? Thiệt tình, nhà quê quá trời quá đất luôn. Mà tự nhiên á, hồi nãy đói bụng cái vô ăn được mấy đũa cái mệt đó cả nhà. Mệt cảm thấy khó thở. Cái ăn không nổi luôn. Nắng quá. Cái bởi vậy mới nói là cái bệnh lupus ban đỏ không phải là bác sĩ cấm không cho ra nắng. Mà thật sự ra là cái bệnh này mình mới vừa ra nắng cái là bắt đầu nó mệt rồi cả nhà. Mới vừa hát nắng tí xíu thôi là nó đã mệt rồi, tim đập nhanh. Tim đập nhanh bắt đầu cảm thấy khó thở. Chứ mà đứng ngoài nắng một hồi tự động té xỉu cái rật là chở đi cấp cứu à. Bệnh lupus nó là vậy. Chứ không phải là bác sĩ người ta không phải là mình đi ra nắng được mà bác sĩ nói bệnh này nó kỳ. Không phải cả nhà ơi. Nó mới chỉ cần có hơi nắng, hơi nóng một tí xíu thôi là cảm thấy nó mệt rồi. Đi trên xe tại vì bình thường á, mọi lần á là Mason đi đi xe 7 chỗ là có dán kính hai lớp. Còn lần này xe mới mua của tròn nhóc á, cái xe Mazda này nè là ở trong hãng là họ tặng dán dán phim á, dán kính phim chỉ có một lớp thôi chứ không phải là hai lớp. Cho nên nó mới có một lớp và cả nhà nó rất là nắng. Phải dán thêm một lớp nữa rồi xong rồi phải che nữa thì Mason đi nó mới không có mệt. Bữa nay đi xe của nhóc nó mệt quá cả nhà. Nó làm bị mệt cái vô cái khó thở quá, ăn không có ngon.
đó. Cho nên là mọi người biết là cái bệnh của Mizone thì không thể nào đi làm cái nghề hướng dẫn viên cũ được rồi. Cái bệnh gì mà nó giống y như là một cái đứa bé mới sinh vậy đó, không chịu nắng, không chịu mưa, không chịu trời nóng quá mà cũng không chịu lạnh quá, khó nuôi á cả nhà ha. Giờ bệnh mà ráng dưỡng cho có sức khỏe chứ sao giờ. Không mất tiêu rồi. Pháp ơi, Pháp ơi, Pháp đâu rồi, cho chị gặp Pháp đi. Pháp á. Đúng rồi, so, chị có hẹn trước nhưng mà bữa nay xuống bảo hành. Dạ. Bảo hành xe ngàn cây á. Bảo rô thì lòng á chị, phải trên lòng. Xe chuyển phải bảo rô Mazda. Dạ. À. Pháp chứ. Nó là. À vậy hả? Rồi ok, cảm ơn em. Ủa nó đâu rồi ta? Để điện thoại nó coi. Bên phía bên đây là cái khu vực để giao xe. Chuẩn bị giao cái xe Mazda màu trắng. Cái xe này xe gì đây? Ngộ cái màu trắng nó lại không có bóng bằng cái màu đỏ ha. Nè. Coi Mazda CX-3. CX-3 dòng xe. Sao nó không chịu dán cái dòng dòng trung, dòng dòng thấp, dòng trung, dòng cao cấp, nó không có dán. Mazda CX-3 này thì nó rẻ tiền hơn là CX-30. Rồi xong rồi, cho xe đi đâu em? Cái này hình như nó là màu đen gì á, không phải màu đen, hình như là màu xanh. Chị chắc vô phòng dùng nước xíu đi, tại vì 1 giờ bên em mới làm việc trở lại. Ok em, không có, do ấy xeo xe xong thôi, anh chị đi bộ qua bên hàng kho. Có hẹn bên kho. Vậy để xe ở đây chút, nhân viên chạy vô mà. Giờ mình lấy dù. Mình lấy dù cái mình đi bộ qua cái hãng kho bên đây nè cả nhà, hãng kho của nó cũng kế bên luôn. Tại vì Mizone sẽ sơn lại chiếc xe Ford của Mizone thành cái xe màu khác. Xe màu đỏ thì để là Mazda, còn cái màu đỏ của Ford thì nó không có đẹp bằng. Mizone qua bển sẽ lựa cái màu sơn mới của thằng Ford mới ra đó. Nó có cái màu mới nó rất là đẹp. Qua bển sẽ chọn sơn là đổi lại cái màu mới là 30 mấy triệu cả nhà. Xe thì cũng xe mới mua, chạy lăn bánh chỉ mới có 2 năm mấy thôi, nhưng mà tại vì thích đổi màu khác thôi. Tí xíu đổi màu nào qua bển quay cho mọi người cùng xem ha. Giờ mình đi bộ cho em với. Mình đi bộ qua bên Ford trước mặt, kế bên này nó kêu vô chế lan viên. Bây giờ mình đi bộ qua Ford. Để chọn cái màu để sơn cái xe mới này cả nhà. Đây Ford kế bên luôn. Ford với lại Mazda. Cách nhau có 5 bước chân ha. Giờ mình qua mình sẽ lựa cái màu mà mình sẽ thay đổi thành màu mới nha cả nhà. Để cho hai xe cái màu khác nhau, để màu đỏ thằng dâu nó nói giống y như là nhà mình đi có một chiếc mà thay đổi màu khác thì mất hơn một tháng rồi nha. Xe mới rồi. Để đào cài. Xe mới hả? Có xe này, dám mua xe này trước lắm. Này màu trắng xám, ý màu xám chứ phải không? Chào em. Ủa, bên mình hôm nay vẫn còn hả? Chứ đâu có chuyển qua bên kia phải không? Dạ thì tháng 2 này vẫn còn chị. Thì hết tháng 2 là tụi em mới chuyển hết rồi chưa? Vậy hả? Dạ. Xe của chị là mua bên hãng em. Dạ. Mà chị màu đỏ. Giờ chị muốn đổi lại thành màu khác. Để chung mình muốn bán đó là không phải. Sơn thành màu khác. À sơn màu khác. Đúng rồi, hôm bữa chị có liên hệ với thằng Lợi, nhưng mà thằng Lợi giờ nó nghỉ rồi. Cái gì Lợi không, họ tên không biết, nhưng mà nó là Lợi. Rồi. Hồi đó bán cái xe cho chị, nó là nhân viên tư vấn bán xe cho chị á. Dạ. Mà giờ nó nghỉ, nó qua bên thằng VinFast rồi. Chị mới về điện nó hồi nãy đó. À vậy hả? Dạ. Nó nói em nghỉ rồi. Nói chị cứ tới đi, mấy bạn sẽ tư vấn cho chị. Dạ. Nó có mấy cái màu mà cái màu vàng chị thích dữ lắm luôn, mà sao nó không có mẫu sẵn đây ta? Em có cái mẫu sẵn đây cho chị xem không? Màu vàng hả? Ừ. Xe chị mua là xe gì vậy?
so Everest 7 chỗ. 7 chỗ. À, 7 chỗ là giống con bên đó luôn chị. Ờ, nó không phải đỏ này đâu. Dạ. Cái xe của chị là xe 2020. Màu đỏ của chị không phải màu đỏ này đâu. Màu đỏ chị đẹp lắm. Đúng rồi. Mà tại vì cái thằng Mazda chị mới vừa mua ở bển á là màu đỏ rồi. Cho nên là giờ chị muốn sơn thành màu vàng. Màu vàng. Ừ. Màu vàng thì mình muốn màu vàng. Nó có màu vàng. Nó có màu vàng. À, màu vàng giống như con qua dắt. Đúng rồi. Nó có mẫu ngoài không cho chị coi với. Dạ mẫu ngoài hả? Ừ. Ở đây có không hay là bên chế lăng viên có? Ở đây chị thấy hình như là không có xe nào. Ừ. Xe Ford này đẹp đó chứ. Dòng nếu như mà dòng trung thì lăn bánh 1 tỷ mấy chục thôi đúng không em? Dạ đúng rồi. Nhưng mà ta mà tặng giữa thì tầm khoảng 1 tỷ không 40 thôi. 1 tỷ mà không. Mà cái dòng 40. Của nó dòng nào cũng là số tự động hết dòng luôn này. Dạ, số tự động hết. Này cần cái... số này cần số nấm vặn luôn chứ. Nấm vặn luôn nè. Ừ. Cần số nó vậy nè hả? Ừ, vặn đó. Thì đề mới vặn được. Hiện đại. Rồi cái một cái cửa sổ trời nhìn nè. Ok. Hết luôn. Chàng ơi, cửa sổ trời bự dữ vậy? Dạ. Cái này nó có sạc không dây như đây đúng không em? Dạ đúng rồi, có sạc không dây luôn. Ừ. Đẩy này hả? Để lên đó à, để lên đó là sạc hả? À để lên là sạc thôi hả? Dạ, đúng rồi. À giống như mình để cái điện thoại lên vậy nè. Ghê thiệt chứ cái thằng này. Rồi sạc. Ở cái ghế này nó mai giống bên Mazda ghê ta. Mà sao những cái đường viền này cũng giống bên Mazda luôn. Mấy cái lần sau này nó làm mấy cái top lô này đẹp nè. Ờ, cái bản cao nhất nó có làm mắt ghế luôn á. Bản này là bản giữa. Bản này là bản giữa. Này chỉ mới bản giữa thôi mà đẹp vậy đó hả? Ví dụ mình đi xa mình ngồi có bị nóng lưng hay nóng mông á là chỉ có làm mát cho mình. Làm mát ghế luôn hả? Dạ đúng rồi. Ôi nó ra giờ hiện đại quá hen. Cái cửa của nó đóng cũng nhẹ, rất là nhẹ nhàng. Nó kêu một cái bùm nhẹ. Dạ. Nó không có nặng. Dạ. Nó không có nặng như thằng à. Ôi nhẹ quá. Nhẹ hơn thằng nghe đồn dữ lắm nè. Đụng đụng ta đi mua mấy thằng này. Nghe đồn xe này dữ lắm rồi nhưng mà mới vừa lấy hàng Mazda có 2 tầng. Cái này đã nghe nó bắt lâu lắm rồi. Ừ. 5 chỗ mà nó bự ghê trời. Dạ mà sao mưa ra nó phải chạm. Quá trời bự luôn. Xe này nó kền càng hen. 5 chỗ nhưng mà dán xe thể thao. Rất là đẹp cả nhà ơi. Ai chưa mua nên mua chiếc này. Nó có nhiều màu lắm rồi đúng không em? Nó có 5 màu. Ừ. Thì cái nhưng mà chị sẽ lấy màu lên là nếu như mà cái này mà nó thêm nhũ kim tuyến nhiều hơn nữa thì nó sẽ bóng hơn đúng không? Dạ thì chị không đồ bóng thì mình phủ lớp bóng lên lớp kim tuyến vậy thôi nhưng mà lên vậy mới thấy khác nè nè đó quay vậy mới thấy khác nè không? Dạ thì cái đó giữa hai màu nó khác nhau mà còn màu vàng và vàng cũ mới nó đẹp hơn nó tươi hơn màu đó hơi sẫm không có màu vàng này nó cũng giống y hệt như của chị rồi nhưng mà bóng hơn kim tuyến. Đi sửa cái lo kẹo kéo cả nhà của bữa Tết á, đem đi về trên nhà má chồng hát hôm bữa mùng 2 cái nó bị rè, âm thanh nó không có nó bị cái chép nó bị cái gì đó cho nên giờ đem xuống cho bạn của ông xã sửa lại. Bạn của ông xã là ảnh chuyên về âm thanh nhạc sống rồi này kia đó cả nhà, ảnh sửa máy rồi luôn. À, ngay chỗ này đã nằm ngay cái chỗ là mình mới thay gần ngã tư Hóc Môn quẹo về về Bình ngã Ba Rồng không ngã Ba Rồng cho nên mỗi lần hát là bệnh giờ nó mới lên luôn á không chịu chọn rồi bệnh hư không chịu chọn nước mía nước dừa gì xin tố cái gì rồi trời mới vừa uống cái hãng xe là đây nè mới còn mấy nước còn ở trên xe rồi về đi em làm xong em điện lên gước. Giờ mình đi ăn lập tóc cả nhà ơi. Không thả mình xuống đây. Bắt hết đường luôn. Vô. Tóc này nó thẳng rồi. Hello. Hello chị yêu. How are you? Mới vừa đi bệnh viện gì đó. Chị ở đây, chị lên đây nè. Dạ. Bị gì đến vậy? Tờ nó cưng thì tới tháng hết thuốc thì lấy thuốc cha. Vậy hả? À. Qua đây nè. Mới vừa về tới cái ông nói đi nữa hả? Đi nữa hả? Ông đi với ai à? Ông xã chở đi. Ông xã chở em đi live stream hả?
đâu có livestream đâu, quay xong rồi mình đưa lên Facebook ý vậy, mình đưa lên YouTube chơi vậy đó, ai xấu tôi đưa lên. đi làm đẹp mà cũng gặp bạn đây cả nhà ơi. Em định vô đây, em điện thoại báo trước nó rồi đó, sợ lên đông để chờ. Hôm nay lên sao để cho nó cạo hết đi, nó trời tóc người ta không quăng. Tao lên tao làm cho cắt hả, cắt ngắn bớt hả? Không có, nó thẳng ra hết khúc này rồi, giờ uống ngay khúc này á. Đúng rồi, vậy đó. Làm tóc quăng quen rồi, cái ngay chỗ này giờ nó thẳng. Biết sao không? Hồi Tết biết sao chị không lên không? Tại Tết chị không có thích xả mà chị bới lên luôn cho nên chị không lên em. Bây giờ mình đi sửa tóc lại nha quấn cái tóc ở trên đây nè, nó thẳng, nó ra tóc mới nó thẳng rồi nó không có quăng. Mà hồi Tết thì ba nói là muốn làm, với là hồi Tết là muốn xả tóc á, cho nên là bới tóc lên không không uống. Còn bây giờ lại qua Tết rồi ít khách rồi cho nên là mình lên mình uống lại ha. Giờ mình đi cuốt lại tới thứ bảy mình qua nhà xôi nhậu cả nhà ơi. Thứ bảy đi qua nhà xôi uống tóc bích hạnh ở trên Tân Quy gần nhà của Mi Tân nha. Tóc nó dài hết một khúc vậy nè, dài một khúc ở đây rồi cho nên quấn cho nó quăng lại. Tại giờ vừa già vừa bệnh nữa cho nên nó rụng nắp hết rồi, giờ phải xài tóc quăng đeo bờ đám mạ nó mới thấy tóc. Hồi Tết này chị làm biến xả chị bới lên không à, biết sao không? Tại vì chị có vuốt keo cứng, sáng đi có vuốt keo cứng cho nên nó hơi bị cứng. Tức là em uống ở trên đây em uống lâu, còn ở đây em uống nhanh cái em gỡ. Em cũng uống luôn rồi một, nhưng mà cái bị kích thước rất cao, còn em đang kích thước hồi nè. Nó có lại chảy kích thước này là chảy cái là nó cũng quăng đúng không? Dạ, nhưng mà nó có để bảo vệ phần rồi được hồi nè, bảo vệ rồi nè. Trời đất ơi, Kim Thư làm gì vào đầu ạ? Kim Thư tôi ngồi một đống vậy mà nó không thấy tôi gì, nó không thấy. Chờ nói xong rồi nó mới chạy vô nó mời. Đi làm tóc được mời đám hỏi nha quý vị. Mời luôn vậy hả? Mời rồi, nó mời rồi. Chưa, đang làm chị mà. Đang làm ở đây cái trong kia nó hú. Mẹ đi, quan tâm làm chi? Chừng nào mẹ về thì biết mặt. Đó là nói lại cái lời chị kế bên đó quý vị, chứ mình không có kêu ai mẹ đâu nha. Ông mẹ là chị bình thường. Ok, giờ là bắt đầu coi cái cọng tóc nó cứ chỉ trước mặt mình. À, bây giờ bắt đầu là xúc thuốc vô nha quý vị. Ôi, mình giờ mấy á hả? Dạ, chắc thôi. Bây giờ mình xúc thuốc lên bao lâu ta? Không có 10 phút à hả? Xúc thuốc lên làm quan 10 phút, tại vì cái đầu tóc nó cũng yếu đó cả nhà. Cho nên mình làm khoảng 10 phút thôi. Cái mình xả ra là bắt đầu be bờ đám mạ. Cái tuồng cải lương ngày xưa, nhớ cái tuồng cải lương không biết tuồng gì mà nó hả? À tôi Ấn Nguyệt phải không? Bà đi uống ở đâu cái đầu đốc và be bờ đám mạ à, vợ của ông cậu đúng không? Giờ mà ai nói cái câu đó là biết là thời mình nó xưa dữ lắm rồi. Mà video cũng chỉnh sửa được nữa hả? Được chứ. Đó, bây giờ dời cái đầu tóc đây cả nhà ơi, giống con diêm. Uống be bờ đám mạ là nó phải đầy đủ như vậy nè. Quấn luôn cho nên giờ nè dính hết trên đầu vậy nè, sát hết cho đầu vậy nè. Rồi xong rồi, bây giờ là mình đi xả cái thuốc ra nha cả nhà. Xả thuốc ra. Ôi cái này giống như gọi đầu dưỡng sinh quá ha. Dạ. Nó có cái này ô rỉ ra lạnh mày. Mấy bữa em có nước ấm mà sao nay không có nước ấm? Nước ấm bên kia. À bên đây nước lạnh phải không? Dạ, bên đây nước lạnh. Vậy là em nghe chị nói chỗ nào lạnh nhất là cho chị, cho nên là em được chuyển qua đây lạnh. Anh đâu có đâu, gọi đầu. Cái này khó hầu đúng không? Đòi cho đã đời xong rồi giờ bắt đầu cái là tới nghe chỗ này cái nó lạnh cái không chịu. Ê nó cũng xì ra nó ấm rồi đó. Xì ra ấm nè. À Mi Sơn uống tóc xù nha cả nhà, tóc xù mì á. Tóc xù mì nhưng mà cộng đũa nhuyễn. Chứ không phải đũa to, nó có loại đũa to hơn. Nhưng mà nếu ai mà tóc ít á, tóc ít giống y hệt như Mi Sơn thì nên uống cái xù mì nhuyễn như nè, ra nó mới thấy tóc nhiều. Chứ nếu không á, là uống mấy cái đũa bự á, là nó sẽ không có xù ra nhiều đâu. Cái này dễ nằm nè. Đi
hôm bữa làm coi nay mấy tháng rồi đó, 7-8 tháng gì rồi, đúng không, 7-8 tháng rồi, cái nó ra nguyên một khúc, cho nên là phải uống lại. Nó nghe mùi giống mùi bình bát quá hen. Nó giống nguyên cái mùi trái bình bát kìa. Em mới biết cái đầu luôn á. Trời ơi. Phải nhiều người nói uống tóc quằn chi chỗ hư tóc, chị thấy có gì đâu hư chợ. Chủ yếu mình biết dưỡng, mình biết sử dụng nó thôi. Có nhiều đứa nó mới dưỡng xong nó nói hư tóc cái nó đi duỗi ra liền luôn, phí tiền ghê không. Chị là giờ là thấy là suốt đời là tóc này luôn rồi đó. Mai mốt mà già hơn cỡ khoảng 60-70 mà tóc mà nó rụng quá, chị sẽ chơi cái đầu tóc giống như là cái bà mẹ chồng xì tin đó. Chơi tóc ngắn vậy, nhưng mà tóc đó là phải tẩy phải không em? Ừ. Em có coi trên TikTok của cái chị mà mẹ chồng xì tin không, chị Hạnh đó. Ừ. Đúng rồi, em có coi không? Đó, trời em cười bả muốn lộn con tập. Đó là cái mái tóc đó đẹp chứ bộ. Tại vì chị làm thợ uống tóc cho nên chị chăm chút cái đầu tóc đẹp, hiểu không? Chị biết sao tóc của chị tóc tẩy tẩy cái nó không bị hư. Vậy hả? Có nghĩa là cái tháng nào chị cũng cắt. À có xíu xíu phải không? Xong rồi cái chị dặm cái chân á, nó không phải là tẩy suốt, ừ. Tẩy cái chân thôi à. Vậy là mai mốt mà ví dụ như mà chị già chị cắt tóc đó cũng được, chị thấy dễ, nó dễ dưỡng nữa. Dạ dễ lắm. Có gì đâu, mà vuốt. Trời ơi em cười, em mỗi lần em thấy bả lên là em mắc cười, là ôm bụng à. Tính nha. Vui. Không phải phải lạc quan vậy đó. Dạ. Lạc quan vậy á, cuộc đời nó mới vui. Hay ai nói kệ ai, xin miễn mình cảm thấy mình vui được rồi. Đó, cả nhà không chứ. Hại ai là được rồi. Nếu bây giờ lớn tóc được bằng mà vậy là được rồi, phải không? Nè em vuốt ra luôn rồi ha. Được rồi. Vậy là gỡ được rồi. Em cười cái cặp này quá. Coi có quăng không? Quăng dữ vậy. Có một tí xíu. Xíu đâu mà cũng uống mà thiệt chứ. Mà lại uống cái cọng bự cho nên nó không có bị nhỏ nhỏ. Thấy không? Thấy không? Cái mai nè. Tại mày có cọng bự cho nên nó. Đúng rồi, nó quăng cho nó đều giống như cái kia. Còn em quấn cái cọng mày nhuyễn hơn má ơi, nó giống như là nó quíu quíu về á. Anh của mày gẹo chị nó giống y như là lông vậy đó. Không có bà mà chị đợi cái chị uống xong chị thấy hợp chứ bộ. Quíu, tao nói nó quíu, nhiễn. Ông gẹo mình quá trời quá đất luôn á cả nhà. Ông nói dầm không khác gì lông ấy luôn á. Quen đúng rồi. Tại vì người ta thấy mình cái kiểu là sao đó. Tự nhiên chị làm của em gọi phải không? Chị vô. Chưa. Chưa xong. Tí xíu chị làm lại. Tại vì em không có mail á. Em có địa chỉ mail á, nó không cho đăng ký. Đó, bởi vì em nói là không vô được, em không có biết gì đâu. Em vô gõ quà, em giống quà đó, bởi vì chị gõ thì nó sẽ căng đầu á. Em vuốt xuống coi có cặm tóc nào sau đây không, chắc nó luôn. Không, nó xong là chị để gì đi chứ giờ. Nó đều hết rồi không? Nó đã đều chứ giờ cắt là nó lại sao tiếp, tại vì nó không có thẳng á. Cắt từ đầu là nó ấy từ đó à. Không có mà chị về nhà mà chị thấy là có chuyện chị thấy chị chết. Lau khô khỏi sấy. Bé bò đá mã trên đầu rồi nè. Cái này là nó ướt á nha. Tóc ướt á chứ mà nó khô là nó. Không tóc chị chỗ này nè, khỏe lắm chị đẹp lắm chị. Vậy là. Em biết sao không? Cái khúc dưới này là hồi trước tóc chị bị hư nhớ không? Rồi bắt đầu ra đây là chị dưỡng lại rồi. Mà cái phần này nãy là em phục hồi xong mới uống rồi cho nên giữ quăng luôn nè, mấy em có tẩy quăng luôn à. Tắt nhiều lại rồi đâu có gì. Này mà để đỡ tay trong lòng chút xíu là ngon. Là nó quýu luôn. Cái này lúc nào mà chị cái máy đó mà
là y như là chị đưa cái hình của em mà cái bé chị bữa hổm á chị đưa đó. À. Nó y chang vậy luôn á. Thì này mà nó khô cái là nó giống như hình đó là đó đó y nó. Không có đó bóp quát nhiều nhiều bóp cứng á. Quát quát nhiều nhiều xong á nè. Là lý do của mình chuyện thẻ nó ngon rồi đó. Còn ở đây thì nó hơi nhỏ hơn nè nha. Rồi nhỏ xíu nè. Nó bị chói ánh đèn. Nó nhiều rồi nè. Biết sao không? Hồi cái lúc trong Tết chị chưa uống cái xả xuống ngay này có cái ngấn. Nó không có đẹp á, chị không có xả tóc. Rồi quay gần cho mọi người. Trời. Nhiều lắm rồi đấy. Nó ướt á mà nó gần vậy nè đúng không? Để từ từ, lần sau bóc lai nhỏ nhỏ, em bóc lai chị bự quá. Bự quá xong đầu cái bới tóc lên đi làm xuống. Nhỏ chứ không bự đâu, cậu có bị lớn nè, nhưng mà tại nhiều cậu. Nè, cậu có bị lớn nè, mà tại nhiều cậu quá. Đi làm xuôi mà nó móc lai ở sau đầy nhóc luôn á cả nhà. Nè, cậu có bị lớn cái chút xíu xíu gì nè. Nè, nhưng mà lại quá nhiều. Được chưa? Lấy thêm cái khăn nữa, lau cho nó khô. Vậy đó nhà cô em. Nhiều người hỏi cái kiểu uống tóc này lắm đó em. Nhiều người khán giả lên hỏi là Mi Xuân uống tóc ở đâu. Hôm bữa chị đi chợ Bến Thạnh. Hôm bữa đi chợ Bến Thạnh. Mà cái mấy em bé mà nó bán mấy cái shop ở ngoài chợ Bến Thạnh nó hỏi là chị uống tóc ở đâu. Em ở Sài Gòn mà em uống tóc không có ra được cái đầu giống chị. Nó nói vậy đó. Nhiều lắm anh ơi, quá nhiều hết cả nhà ha, quá trời tóc đi ra đi đâu bóp quá cái nó ra sợ lộn. Chị làm mái tóc chị đẹp lắm, đi ra ngoài bóp ai bóp quá nhà chị con quá cái đó có chị xài Romano không à. Romano nó vô nếp, nó vô nếp nhưng mà khi mình chải cái nó trở lại bình thường hết à. Xong rồi xong rồi, cảm ơn chủ tiệm nha. Về đây à, về trước nha bé yêu. Ông xã mới về điện xong cái ông lên rồi. Nhanh dễ sợ không? Anh ông đẹp không? Mời em sao em đợi. Chàng ơi. Đẹp không? Đẹp không? Đẹp không? Đẹp không? Tôi bị sói ngay cho đâu miếng à. Đâu có. Thì tóc ngay chỗ này của em nó bị rụng mà. Nhưng mà anh thấy tóc em nhiều không? Khùng quá. Ha, bè bờ đắm mà. Đi lên về anh không đem nón bảo hiểm cho em. Ai vô từ từ đây tiệm uống tóc Bích Hạnh nha cả nhà. Hôm nay ông xã nấu cho ăn cái món này nè cả nhà ơi. Lâu lắm rồi. Mấy chục năm luôn á. Chứ đừng nói à, thèm ăn món này dữ lắm nè. Ở ngoài chợ có bán ông xã không cho ăn. Ông nói à, ở ngoài chợ bán nó không có đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm á. Bữa nay đi bệnh viện 115 khám. Cái ông xã kiếm mua được cái này. Con này kêu bằng con gì anh? Chị quên mất rồi. Con nhộng nè. À. Nhộng tầm nhộng gì đó lâu lắm rồi cả nhà. Béo mấy chục năm luôn á, từ hồi cái lúc mà còn con gái chưa có lấy chồng á, hồi đó ngay ăn món này mua về kho ăn giờ mới được ăn. Nhưng mà ăn cái này là coi chừng mấy người mà bị phong là ăn coi chừng nha cả nhà. Hôm nay đi ý có cộng tóc, hôm nay đi khám bệnh 115 về chỉ có buổi tối thôi, cho nên hai vợ chồng mà xào thịt bò với nấm này kêu nấm gì, nấm tuyết rồi với lại canh rong biển tươi. Hôm bữa đi du lịch Hàn Quốc không nấm tuyết, hồi đó em đi dịch em biết mà. Nấm này gọi là nấm tuyết, ăn với lại cá mồi hộp chấm với lại rau ây cha ngon nha. Mời cả nhà ăn cơm.
Em nhớ hồi xưa em ăn cái này nó mặn hơn mà. Cho nên ăn không có mặn, đúng không? Mặn hơn tí xíu nữa. Mai mời cả nhà. Nó béo. Nó béo dữ thằng ôm lắm. Hấp thử à. Muỗng canh rong biển tươi. Ai, nóng. Ngon. Ăn cái này lâu quá mới được ăn, mà ăn nhiều quá không biết có làm sao không cả nhà. Ăn chấm gì được không? Ăn nó lạc quá, ăn làm lạc á. Thêm nước mắm vô. Thêm nước mắm vô hả? Đánh chết chim ỉa cả nhà. Cái này lạc hả? Lạc. Đang mới mắt. Vậy là anh làm mà anh chưa có niêm, anh chưa niêm ăn thử luôn hả? Mình chấm với lại cá mòi. Ăn được hai bà con cũng béo. Quá trời ngon. Béo không? Béo nhiều người lạ lạ không dám ăn này. Ngon ghê. Giống như con sâu. Tại vì mình giống sâu gì? Béo không? Ngon. Ngon. Cái này cái món này mà người Bắc người ta ăn mê lắm. Mê lắm, thích. Em có người Bắc mà em ăn mình thích. Người Nam có một số người ta không biết ăn đâu. Đi nguyên cả ngày nay mệt lắm rồi. Cảm ơn cả nhà đã đồng hành cùng My Sơn nguyên cả ngày hôm nay nha. Đi bệnh viện nè, rồi đi tới hãng xe nè, rồi đi làm đẹp, đi làm tóc nè. Còn bây giờ thì về tới nhà rồi, ăn cơm xong mà tắm rửa nghỉ ngơi thôi. Mệt lắm rồi. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi hết video nha. Còn bây giờ thì My Sơn chào tạm biệt. Hẹn gặp lại những video tiếp theo nha. Bye bye.